Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu có mẫu xe đạp Touring có giảm xóc đến từ thương hiệu Gian, model là Ram Dick. Một dòng xe được sử dụng bộ group chuyển động Shimano Aceza, bánh 700C khung nhôm. Và đây là model xe, một model xuất khẩu quốc tế các bác nhé. Dòng xuất khẩu quốc tế. Nhôm 6000. Sử dụng nhôm 6000. Và khung sườn nước sơn nguyên bản và còn rất là mới. Các bác có thể nhìn qua hình ảnh video và đánh giá cái độ mới của chiếc xe, nước sơn còn này. Lên cái độ bóng rất là đẹp. Và những cái chi tiết xích líp hay là lốp. Lốp đi rất là ít. Có vẻ đi rất là ít nhé. Mình giữ cái độ mới của xe nó rất là tốt, chỉ có những cái vết xước nhỏ, xước răm do đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước xăm không thể tránh khỏi đâu. Còn này tổng thể xe thì còn rất là đẹp, nên đánh giá cái độ mới của chiếc xe này nó cũng phải được khoảng trên 80% đấy. Rất là mới, nguyên zin hết các bác nhé, toàn bộ là nguyên zin nguyên bản hết 100%, từ những chi tiết ghi đông củ phốt. Có cái tem thông số kỹ thuật, kỹ thuật của xe các bác nhé. Giảm xóc dầu cũng nguyên zin theo xe luôn. Một dòng xe mà Touring có giảm xóc của Gian thì rất là ngon này, rất là được các bác ưa chuộng. Nguyên zin hết từ vành lốp rồi xích líp bộ chuyển động, nguyên zin hết 100%. Rất là mới đẹp. Bộ chuyển động Aceza các bác nhé, được sử dụng bộ group chuyển động Aceza. Đây là dòng đời mới. Dòng đời mới. 9 tầng líp. Đây là 3 tầng đĩa, cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Size xe là size S, khung nhôm. Rất là đẹp, nước sơn đỏ trắng. Sơn đỏ trắng rất là đẹp, cực kỳ thể thao. Phanh cơ. Dùng bộ phanh đĩa, tay phanh cơ. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73 đi phù hợp. Ra 9 lít 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Đây nó là dòng đời mới, em cũng không nhớ model lắm, nhưng mà đây là dòng cũng mới ra mắt trên thị trường. Chuyển động rất mượt mà. Thì em vừa giới thiệu qua đến các bác mẫu xe đạp Touring Ram có giảm xóc, Ram Dick, một chiếc xe mà phù hợp cho các bác mà sử dụng thể dục rèn luyện hàng ngày, thể dục rèn luyện sức khỏe hàng ngày trên những cái đường phố bình thường, mà đáp ứng được cả cái giảm xóc để đi rất là êm, đi những con đường gồ ghề nó cực kỳ là êm. Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 8,8 triệu bao ship toàn quốc, tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình.
cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã lên kênh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.